khoảng 22 giờ tối qua, một vụ trộm xe ô tô liều lĩnh đã xảy ra trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa. Đáng chú ý, sau khi bị mọi người phát hiện và giật đuổi, đối tượng cướp xe này đã điều khiển phương tiện bỏ chạy với tốc độ nhanh qua nhiều tuyến phố và liên tiếp gây ra những vụ tai nạn cho người tham gia giao thông và các phương tiện khác. Đây là Nguyễn Duy Linh, 30 tuổi, người Yên Bái. Đối tượng đã gây ra vụ trộm liều lĩnh trên. Theo khai nhận, trước khi thực hiện hành vi này, Linh đã theo dõi từ khi chiếc xe ô tô Range Rover biển kiểm soát 30E 86686 ra khỏi nhà tại quận Thanh Xuân. Sau đó, lợi dụng khi chủ phương tiện xuống xe mua đồ mà không tắt máy, nên Linh nhanh chóng trộm xe và tháo chạy qua nhiều tuyến phố, gây ra ba vụ va chạm giao thông. Trong đó, hậu quả nặng nề nhất là khiến một em nhỏ đứt gót chân. Biết được sự việc, một chiến sĩ công an quận Đống Đa đã rượt đuổi và chi hô, tuy nhiên phải tới ngõ 106 Hoàng Quốc Việt sau khi đâm vào bố xe máy, đối tượng này mới bị khống chế ngay trong đêm qua công an quận đống đa đã tiếp nhận vụ việc đối tượng và tăng vật để điều tra